tiếng thở dài. Đêm có những ngậm ngùi, khu phố yên nằm, đôi bàn chân mỏi trên lối về mưa bay. Đêm anh hát một mình, dù em giấc mộng lành, xin những yên bình cho loài chim nhỏ cao vút trời thanh thang. Anh ru em ngủ không bằng những lời buồn anh đã viết. Anh ru em ngủ này lời ru tha thiết rộn ràng. Ai cho tôi một ngày yên vui, cho tôi quên cuộc đời bão nổi, và tôi còn yêu thương loài người. Đêm hiu hắt lạnh lùng, sâu thêm mắt buồn phiền, soi bóng đời mình bên dòng sông cũ, tôi với trời bơ vơ. Tôi quên cuộc đời bão nổi để tôi còn yêu thương loài người. Đêm hiu hắt lạnh lùng, sâu thêm mắt muộn phiền, soi bóng đời mình bên dòng sông cũ, tôi với trời bơ vơ. Soi bóng đời mình bên dòng sông cũ, tôi với trời bơ vơ. Cảm ơn quý vị. Xin được gửi tặng cho quý vị bài hát của nhạc sĩ Vũ Thành An, bài Không Tên số 4. Quý vị có thể dành cho Tâm một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Cảm ơn quý vị. Cho vơi đi những nhục hình, nói cho quên đi những tội tình,
đời con gái cũng cần dĩ vãng, mà em tôi chỉ còn tương lai. Mai về sau nước mắt có cạn, khi xa đời thương cho đàn con. Triệu người quen có mấy người thân, khi lìa trần có mấy người đưa. Lệ xóa cho em được không những kỷ niệm đắng, lời nói yêu thương ngày xưa có trở về tim. Đếm cho em giây phút mặn nồng, giữ cho em mái tóc bồng. Lời anh nói sẽ còn mãi đây, chuyện mai sau xin gửi trên tay. Cho vơi đi những nhục hình, nói cho quên đi những tội tình. Đời con gái cũng cần dĩ vãng, mà em tôi chỉ còn tương lai. Mai về sau nước mắt có cạn, khi xa đời thương cho đàn con. Triệu người quen có mấy người thân, khi lìa trần có mấy người đưa. Lệ xóa cho em được không những kỷ niệm đắng, lời nói yêu thương ngày xưa có trở về tim. Đếm cho em giây phút mặn nồng, giữ cho em mái tóc bồng. Lời anh nói sẽ còn mãi đây, chuyện mai sau xin gửi trên tay. Lời anh nói sẽ còn mãi đây, chuyện mai sau xin gửi trên tay. Lời anh nói sẽ còn mãi đây, chuyện mai sau xin gửi trên tay. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn Lê Tâm với hai ca khúc mở đầu cho đêm nhạc hôm nay. Tiếp theo chương trình xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức những ca khúc với phần trình diễn tiếp theo qua tiếng hát của Nhật Thảo. Xin mời. Nhật Thảo xin gửi lời chào thân thương nhất tới tất cả các chính khách đang có mặt trong khán phòng của phòng trà Trịnh Ca, cũng như tất cả các chính khách đang theo dõi qua fanpage của phòng trà Trịnh Ca. Lời chào trân trọng nhất. Và
Trong phần mở đầu của mình, với phần trình diễn của mình thì Nhật Thảo xin gửi tới một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Giác. Theo tất cả trịnh khách thì nhạc sĩ Hoàng Giác thì sáng tác cũng không quá nhiều, khoảng tầm trên dưới 10 ca khúc và đều được viết tầm trước năm 1954. Lúc sinh thời thì ông luôn tự nhận rằng là với những cái nhạc sĩ cùng thời thì ông không có quá nhiều cái đóng góp cho nền tân nhạc Việt Nam. Tuy nhiên với tất cả những bạn yêu nhạc, với chỉ cần hai ca khúc Ngày Về hay là Mơ Hoa thì cũng đã đủ để cho ông ghi một dấu ấn rất là sâu đậm trong lòng tất cả những người yêu nhạc, đặc biệt là âm nhạc tiền chiến. Và ngày hôm nay xin mời tất cả các trịnh khách cùng đến với Ngày Về, một sáng tác được nhạc sĩ Hoàng Giác viết năm 1946. Oan trách ai quên lời thề lúc xưa.
quên, quên hết. Ta sống không một lời chiều mến, như bóng con đò chiều lạc bên, lơ lửng trôi qua cùng ngày tháng phôi phàng, duyên kiếp sau ta chờ. Dường như là mọi người đã luôn luôn mặc định như vậy. Và ngày hôm nay thì Nhật Thảo cũng có nhìn thấy, cũng có biết có khá là nhiều những trịnh khách từ phương xa đến, từ trong Sài Gòn, trong phía Nam cũng ra. Thì không biết là tất cả các trịnh khách đã thăm thú Hà Nội và có quyến rũ bởi mùa thu Hà Nội hay không. Còn với người Hà Nội và rất là nhiều những nhạc sĩ, thì trong đó có nhạc sĩ Cung Tiến, thì thu Hà Nội là một cái gì đấy mà ông không thể quên được. Nó quá quyến rũ. Và chính vì vậy mà khi năm 1953, khi mà ông mới bắt đầu chỉ vừa từ Hà Nội, xa Hà Nội để vào tới Sài Gòn thôi, thì ông đã phải viết nên ngay ca khúc Thu Vàng với tựa đề là Tặng Hà Nội Những Ngày Ấu Thơ, để ông hoài niệm và để ông gửi gắm những cái nhung nhớ của ông về mảnh đất mà ông đã dành rất là nhiều những tình cảm. Và ngay sau đây xin mời tất cả các trịnh khách cùng đến với Thu Vàng, một sáng tác của nhạc sĩ Cung Tiến. Thank you.
lang thang trên đường, nhớ nhớ buồn buồn thấy chán trường. Chiều nay trời nhiều mây vương, có mùa thu vàng bao nhiêu là hương, có mùa thu vàng bao nhiêu là hương, có mùa thu vàng. Cảm ơn Nhật Thảo. Hôm nay có quý vị nào chiều nay lang thang trên đường không ạ? Có. Nhặt lá vàng, có ai nhặt lá vàng không ạ? Những ngày đầu thu như thế này, Đạo Nguyễn nghĩ là trên những con đường phố của Hà Nội thì rất có nhiều lá vàng rơi. Và kiểu gì thì cũng sẽ có người đi lang thang trên đó. Tất nhiên là cái tâm hồn con người ta bây giờ nó vội vã, không được thư thái và lãng mạn như ngày xưa. Tuy nhiên thì Đạo Nguyễn cũng đã nhìn thấy có rất nhiều người đi trên đường và chân thì vẫn đá những cái lá vàng rơi một cách rất là vô thức. Thi thoảng cũng có người nhặt những cái lá vàng lên, nhưng không biết rằng cái tâm tình có còn những cái lãng mạn, những cái vẩn vơ, những cái thi nhân giống như những thi nhân hay những nhạc sĩ ngày xưa viết lên những ca khúc hay không, hay chỉ vì ngứa chân mà đá những cái lá vàng trên đường mà thôi, đúng không quý vị? Hành động thì có vẻ giống nhau. Tuy nhiên thì cái nhịp sống vội vã của thời hiện đại bây giờ nó cũng làm mất đi nhiều thứ mà mình có thể làm lại bằng hành động. Nhưng mà cái cảm xúc thì có thể là sẽ không còn được như vậy nữa. Quý vị nghe nhạc xưa cũng vậy. Nghe về những cái tâm tình, những cái cảm xúc, những cái giai điệu nó có cái chút gì đó hoài niệm, đẹp đẽ mà âm nhạc bây giờ cũng không còn nữa. Vòng quay cả cuộc sống và mọi sự phát triển nó đều không có lặp lại. Âm nhạc bây giờ cũng rất hay, nhưng quý vị vẫn muốn tìm lại những cái kỷ niệm, những cái hoài niệm ngày xưa qua những tình khúc vượt thời gian, những ca khúc xưa cũ. Và cũng vì lý do vậy mà mười mấy năm nay rồi, Phòng Trà Trịnh Ca làm gần như kín tuần các đêm nhạc, nhạc Trịnh, nhạc xưa, nhạc trước năm 75, nhạc tiền chiến, mà quý vị vẫn cứ đến hàng tuần chật kín khán phòng như thế này. Điều đó cũng là một cái điều mà những người làm Phòng Trà Trịnh Ca thực sự có phải phải nói là tri ân và biết ơn quý vị và các bạn. Chúng ta đã may mắn và có một cái sự cộng minh trong một cái không gian đơn sơ như thế này. Quý vị thương mến và ủng hộ hàng tuần như vậy thì các đêm nhạc mới tồn tại được, các nghệ sĩ mới có sân chơi, mới có sân khấu để mà hát tặng cho quý vị nghe. Và cũng minh chứng một điều là nhạc càng cũ vẫn hay, giống như đồ cổ càng để lâu thì vẫn càng có giá, đúng không quý vị? Bây giờ là một tiếng hát nữa. Xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức những ca khúc với tiếng hát của Thanh Hương. Xin mời. Lời đầu tiên Thanh Hương xin được trân trọng gửi đến toàn thể quý vị lời chào trân trọng nhất. Và để tiếp nối chương trình, sau đây Thanh Hương xin được trân trọng gửi đến tất cả quý vị một ca khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Hồng Sơn, bài hát Bốn Mùa Thay Lá. Hết mênh mông những
giọt mưa, những nụ hoa hẹn hò gặp nhau trước sân nhà. Không hẹn mà đến, không chờ mà đi. Bốn mùa thay lá thay hoa, thay mãi đời ta. Bên trời xanh mãi những nụ mầm mới, để lại trong cõi thiên thu hình dáng nụ cười. Chờ ánh sáng, mưa đòi cơn nắng. Mặt trời lấp lánh trên cao, vừa xa vừa gần. Con sông là thuyền, mây xa là buồm. Từng giọt sương thu hết mênh mông. Những giọt mưa, những nụ hoa hẹn hò gặp nhau trước sân nhà. Không hẹn mà đến, không chờ mà đi. Bốn mùa thay lá thay hoa, thay mãi đời ta. Bên trời xanh mãi những nụ mầm mới, để lại trong cõi thiên thu hình dáng nụ cười. Bên trời xanh mãi những nụ mầm mới, để lại trong cõi thiên thu hình dáng nụ cười. Xin được trân trọng gửi đến tất cả quý vị một bản không tên số 8 của nhạc sĩ Vũ Thanh An. Xin mời quý vị cùng nghe. Bao lâu rồi tiếc
những ngày còn ấu thơ, lần tìm trong nụ hôn lời nguyện xưa mặn đắng. Về đâu tâm hồn này bềnh bồng, về đâu thân này mòn mỏi không. Về sau và nhiều năm sau nữa, có buồn nhưng vẫn chưa bao giờ bằng hôm nay. Thứ nhất, một tình khúc của nhạc sĩ Vũ Thành An, vì vậy cũng đã có một số những bài không tên nổi tiếng của nhạc sĩ Vũ Thành An được gửi đến quý vị và các bạn. Không tên số 8 cũng là một bài như vậy. Trong đây có quý vị hôm nay đây có ai mà hôm nay mà buồn đến mức mà từ nay mà về sau cũng chưa có bao giờ buồn như hôm nay không ạ? Không có ai đâu không ạ? Thế mới thấy là những cái ở trong ca khúc nghe thì nó cũng rất là hay, thế nhưng mà không phải cái gì cũng có thể xảy ra trong thực tế đúng không quý vị? Nghệ thuật hay âm nhạc nó cũng có cái tính chất thậm xưng của nó. Xin mời quý vị cùng trở lại với tiếng hát của Lê Tâm. Xin mời Lê Tâm. Tâm muốn hát mấy bài hát của nhạc sĩ Vũ Thành An dành cho quý vị, nhưng chỉ sợ là nặng nề quá mà khiến cho mọi người buồn quá. Mọi người sợ buồn không ạ? Có lẽ bây giờ thì xin được hát ngay bài hát chủ đề đêm nay. Đó là tình khúc thứ nhất của nhạc sĩ Vũ Thành An. Xin mời quý vị cùng thưởng thức ạ. Thank you.
tình vui theo gió mây trôi, ý sầu mưa xuống đời, lệ rơi lấp mấy tuổi tôi, mấy tuổi xa người. Ngày thần tiên em bước lên ngôi, đã nghe son vàng tá tơi, trầm mình trong hương đốt hơi bay, mong tìm ra phút sum vầy. Có biết đâu niềm vui đã nằm trong thiên tai, những cánh rơi lẻ loi mù trong bóng đêm dài. Lời nào em không nói em ơi, tình nào không gian dối, xin yêu nhau như thời gian làm dòng bão mê say. Lá thốt lên lời cây, gió lũ đưa đường mây, có yêu xin những ngày thơ ngây, lúc mắt chưa nhạt phai, lúc tóc chưa đổi thay, lúc môi chưa biết dối cho lời. Lời nào em không nói em ơi, tình nào không gian dối, xin yêu nhau như thời gian làm dòng bão mê say. Lá thốt lên lời cây, gió lũ đưa đường mây, có yêu xin những ngày thơ ngây, lúc mắt chưa nhạt phai, lúc tóc chưa đổi thay, lúc môi chưa biết dối cho lời. Thần tiên gãy cánh đêm xuân, bước lạc xa xuống trần, thành tình nhân đứng giữa trời không, khóc mộng thiên đường. Ngày về quê xa lắc lê thế, chót nghe theo lời u mê, làm tình yêu nuôi cánh bay đi, nhưng còn dăm phút vui trần thế. Tiếp theo đây, đã hát bài tình khúc thứ nhất thì chắc chắn là sẽ có tình khúc thứ hai. Đó chính là bài Không Tên số 2 và xin được dành tặng cho tất cả quý vị các anh chị. Xin cảm ơn quý vị. Lòng người như lá úa trong cơn mưa chiều, nhiều cơn gió cuốn xoay xoay trong hồn, và cơn đau này vẫn còn đây. Chiều về không buông nắng cho mây âm thầm, một mình trong chiều vắng
nhớ đôi môi mềm ngày nào ân cần trao thân. Tìm trong tháng ngày buồn đôi mắt nào khô đường tim trơ vơ, đêm cho nhau lời nói trên đời nào yêu người. Kỷ niệm xưa đã chết cơn mê đã chiều, tình yêu đã hết xót xa đã nhiều, đời thôi chỉ còn mai sau. Thôi em đừng xót thương, rồi ngày tháng phai đi. Thôi cuộc tình đó tan rồi, không còn gì nữa tiếc mà chi. Tình yêu đã hết xót xa đã nhiều, đời thôi chỉ còn mai sau. Thôi em đừng xót thương, rồi ngày tháng phai đi. Thôi cuộc tình đó tan rồi, không còn gì nữa tiếc mà chi. Người con gái ước mơ đã nhiều, chờ cho không được mấy, đến khi lấy chồng chỉ còn mối tình mang theo. Xin một lần siết tay nhau, một lần cuối cho nhau. Xin một lần vẫy tay chào, thôi dòng đời đó cuốn người theo. Xin một lần siết tay nhau, một lần cuối cho nhau. Xin một lần vẫy tay chào, thôi dòng đời đó cuốn người theo. Xin một lần vẫy tay chào, thôi dòng đời đó cuốn người theo. Cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Và lần quay trở lại lần thứ hai này thì Nhật Thảo xin gửi tới tất cả các chính khách một bài hát với sự kết hợp giữa phần lời của Ngọc Chánh và phần nhạc của nhạc sĩ Phạm Duy, ca khúc Bao Giờ Biết Tương Tư. Chết rồi, em bị nói sai rồi nên là bị nhắc nhở rồi ạ. Đánh ngược thế là có nghĩa là phần lời của nhạc sĩ Phạm Duy đúng không ạ? Bởi vì quá yêu nhạc sĩ Phạm Duy nên lúc nào cũng cứ nghĩ mặc định luôn luôn trong đầu là ông phổ thơ. Còn ít khi là nhớ được chi tiết đó là ông còn là người viết lời và người khác phổ nhạc nữa. Nên là xin lỗi tất cả các chính khách vì cái thông tin này.
ngày nào cho tôi biết, biết yêu em rồi tôi biết tương tư, ngày nào biết mong chờ, biết rộn rã buồn vui đời em dưới mưa. Ôi biết đem tin này vắng như lòng dày, tình yêu lấp đầy rồi biết quên câu cười, biết cho đôi dòng lệ
bằng đời môi em. Mưa có buồn bằng đôi mắt em, tóc em từng sợi nhỏ rớt xuống đời làm sóng. Tóc em bay cho mây hờn ngủ quên trên vai, vai em gầy guộc nhỏ như cánh vạc về chốn xa xôi. Nắng có còn hờn ghét môi em, biết xa miền trung xuôi đón từng bàn chân em qua là hát từ bàn tay thơm tho là vì đời chờ cũng như đời người mãi âm u. Về ngày vui không em, nơi em về trời xanh không em, ta nghe nghìn giọt lệ rớt xuống thành hồ nước. Thank you.
đêm qua chưa mà trời sao vội sáng. Một đàn chim cánh nhỏ chờ mùa sang. Chiều vào thu tiễn em sau lạnh giá. Lá trên cây từng chiếc cuốn bay xa. Đêm chia ly buồn gì sao chẳng nói. Chỉ nghe em nói nhỏ chiều về thôi. Ngày buồn tới cũng đưa chiều vào tối. Mím môi cười mà nhớ thương khôn nguôi. Mộng về một đêm xuân sang. Em thì thầm ngày đó thương anh. Thuyền về một đêm trăng thành. Xây mộng vàng đậu bến sông xanh. Mộng tràn ngập đêm trăng sao. Sao đầy trời từng chiếc lấp lánh. Rồi một chiều xuân thơ chi. Cho lòng mình về với dĩ vãng. Xa nhau chưa mà lòng nghe quanh vắng. Đường thênh thang gió lộng một mình ta. Rượu cạn ly uống say lòng càng giá. Lá trên cành một chiếc cuối bay xa. Thank you.
và mùa đông lạnh lùng buốt giá, nỗi cô đơn riêng mình ta. Và mùa đông một trời trắng xóa, cho tâm tư mong tháng ngày qua. Đời còn nhiều nhung nhớ, cho dù tình mình đã lỡ, vẫn mong cho bao người quay về. Về đây em tìm về quá khứ, đã cho đôi ta mộng mơ. Về đây em một trời như thơ, sẽ cho ta những kỷ niệm xưa. Tình còn nhiều tha thiết, và đời một màu xanh biếc. Chắc em không nỡ lòng ra. Ta yêu em trong giấc mơ này, ta yêu em trong những cơn say. Một trời ân ái, mình hãy sống buông nơi thời gian. Ta bên nhau quên hết yêu sầu, vui bên nhau cho hết đêm thâu. Tình yêu sẽ mang ta đến gần bên nhau. Có phân biệt biên giới hay là ngôn ngữ, và khi âm nhạc cất lên thì âm thanh cũng không cần cần thiết nữa. Thì cái những cái tình khúc của Việt Nam nó cũng có những cái câu mà châu Âu hay châu Á hay là châu Mỹ, châu Úc người ta cũng nói. Ví dụ như vừa rồi quý vị nghe nhạc sĩ Trịnh Lam Sơn viết là tình yêu sẽ mang ta đến gần bên nhau, thì nhạc của Tây phương người ta cũng có những cái bài như là Love Bring Us Together đó. Hay là nhạc sĩ Đức Huy thì có cái bài là Khóc Một Dòng Sông đó quý vị.
thì nhạc Tây nó cũng có cái bài là Cry Me a River, nó có rất nhiều những cái câu nói mà những cái trong âm nhạc thôi, nó sẽ không có cái phân biệt là ngôn ngữ. Cho nên là quý vị đôi khi nghe những cái bài nhạc Tây, mình thực ra là cũng không có hiểu Tây nó hát gì, bởi vì nó nghe đến nhạc Việt có khi mình cũng chả nghe rõ người ta hát gì, đúng không quý vị? Nhưng mà vẫn thấy hay là vì âm nhạc nó đã lên tiếng thì ngôn ngữ đôi khi cũng chỉ là những cái phụ trợ để mang đến trọn vẹn cảm xúc mà thôi. Tất nhiên thì nhạc tình khúc vượt thời gian ở Việt Nam này nó đặc biệt hơn một chút. Nếu mà lời ca mà không rõ là không có hiểu cái gì cả và cũng khó để mà cảm nhận được. Nó là một cái dòng nhạc đặc biệt hơn các cái dòng nhạc khác. Mình hay gọi là nhạc xưa. Nhưng ngày xưa thì các cụ không gọi là nhạc xưa mà các cụ gọi là nhạc mới, gọi là tân nhạc. Bây giờ thì lại gọi là nhạc xưa. Mới hay là cũ nó không quan trọng, vẫn là cái âm nhạc đó là một cái thứ âm nhạc rất là đặc biệt. Nếu mà không nghe rõ lời á, là quý vị sẽ không có thấy thích nữa. Nhưng cái nhạc mới bây giờ mà quý vị nghe, nghe thấy rõ lời thì lại không thấy thích. Nó cứ phải ư ư u u gì đó, rồi nó phải ậm ừ gì đó, rồi gật gật, rồi lắc lắc một tí. Và nhạc nó phải ngậm ở trong cái cổ họng, nghe không biết là hát cái gì cả, như là đánh đố nhau, như là chơi trốn tìm vậy, thì mới thấy là hay. Thì mới thấy rằng là âm nhạc qua mỗi thời kỳ nó cũng có những cái không hề giống nhau. Những cái tiêu chuẩn ngày xưa nói là hay thì bây giờ lại không còn nữa. Quý vị ở đây, là Nguyễn nghĩ rằng đã nghe nhạc xưa thì rất ít người có thể nghe được những cái bài nhạc trẻ bây giờ. Những cái bài nhạc trẻ bây giờ thì những cái bạn trẻ bây giờ mới có thể nghe được. Và đôi khi trong phòng trà Trịnh Ca có những bạn rất trẻ đến vẫn nghe nhạc xưa. Đó là một cái điều mà những người làm chương trình thực sự là lấy làm rất là nể phục và rất là vui mừng. Vì cứ nghĩ rằng chỉ có cái người lớn thì mới nghe được nhạc cũ mà thôi. Ai ngờ bây giờ cái người trẻ nghe nhạc cũ đôi khi là còn sành hơn. Người ta yêu cầu, các bạn ấy yêu cầu như yêu cầu Lê Tâm hát những cái bài mà anh Lê Tâm ấy nghe cái tiêu đề xong anh ấy giật hết cả mình. Vì những cái bài đấy thực sự là phải là những người nghe nhạc xưa rất là lâu rồi thì mới có thể biết được cái tên bài, chứ đừng nói gì là thích. Không biết là Nguyễn Chém Bậy có đúng không? Lê Tâm, xin mời anh trở lại sân khấu, anh xác minh cho tôi cái thông tin là có đúng là như vậy không? Tôi xác minh cho anh là có nhiều bạn trẻ thích nhạc xưa và cũng có ca sĩ trẻ mà hát nhạc xưa, ví dụ như tôi chẳng hạn đấy. Tôi năm nay ngoài 20, tôi rất yêu nhạc xưa. Bây giờ thì sau hai vòng rồi, bây giờ là cái vòng thứ ba thì Tâm sẽ nhường lại cho những các anh chị đang ngồi lại tại đây gửi những cái bài hát yêu cầu trực tiếp cho Lê Tâm có thể hát chiều lòng cho mọi người. Mọi người nghĩ ra cái bài hát gì mình yêu thích nhất hãy nói ngay. Dạ, Cô đơn của Nguyễn Anh Chín ấy. Bài gì nữa ạ? Tình tự mùa xuân. Bài gì nữa ạ? Hay là em gộp tất cả những bài này hát một thành một cái liên khúc được không nhỉ? Anh tính nào tính? Anh đánh cái tông nào tôi hát cái tông đấy. Anh ấy đang chọn cái tông này. Gửi gió cho mây ngàn bay, gửi bướm muôn màu về hoa, gửi thêm ánh trăng màu xanh lá thư về đây với thu trần gian. Gửi gió cho mây ngàn bay, gửi phim tơ đồng tìm duyên, gửi thêm lá thư màu xanh ai ân
về đôi mắt như hồ thu. Thấy hối tiếc nhiều, thuyền đã sang bờ, đường về không lối, dòng đời trôi đã về chiều, mà lòng mến còn nhiều, đập gương xưa tim bóng. Nhưng thôi tiếc mà chi, chim rồi bay, em rồi đi, đường trần quên lối cũ, người đời xa cách mãi, tình trần khôn han gắn thương lòng. Người gió cho mây ngàn bay, gửi bướm đã tình về hoa, gửi thêm ánh trăng màu xanh lá thư về đây với thu. Chân ra thank you.
sầu nhớ tình người buồn tênh. Em chuột giọt lệ ấm khóc mừng một ngày hạnh phúc miên man. Qua ngày buồn đã qua vì đã có ta trong cuộc đời này. Em ngồi đây với anh cùng nhau lắng nghe dòng sông đang thầm thì trong đất những khúc nhạc tình. Em lại đây với anh, ngồi đây với anh trong cuộc đời này. Bên đàn chim hót ca này em có nghe mùa xuân đang mơ toang trong mơ. Tình người quá cái anh này, anh ấy khéo dẫn dắt quá mà Tâm trả nợ được mọi cảm ơn mọi người ngày hôm nay đã đến. Chúc các anh chị hôm nay có nhiều cảm xúc và một giấc ngủ thật ngon nha. Hẹn gặp, cảm ơn nghệ sĩ Đạo Nguyễn, nghệ sĩ Quang Trung. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn ạ.